Quý bạn xem quý vị có bao giờ mong ước được một cơ hội lần thứ nhì không? Quý vị có bao giờ hối tiếc trong sự sống, trong quãng đời của mình đến nỗi quý vị nói rằng nếu ngày đó, nếu hôm nay tôi được quay trở lại ở trong cái ngã ba đường đó, tôi ước có một cơ hội để tôi có thể đi một hướng khác. Quý vị có bao giờ mong ước như vậy không? Hoặc là quý vị không hẳn là như vậy, mà quý vị suy nghĩ tôi ước có một lúc nào đó tôi được xóa sạch ký ức của những con đường một chục năm qua, tôi quay trở lại một thời điểm như lúc mới bắt đầu. Có lẽ tôi sẽ làm những điều khác hơn, tôi sẽ quyết định những điều khác hơn. Và nếu được điều đó thì quý vị sẽ làm khác hơn điều gì? Nếu quý vị được quay trở lại với thời điểm khi mà tất cả những bể dâu chưa xảy ra, quý vị sẽ quyết định khác hơn, sẽ suy nghĩ khác hơn, sẽ làm gì khác hơn để có thể thỏa mãn được nhu cầu của tâm hồn của mình. Tôi có kể bạn cho em nghe một câu chuyện của một chàng trai, một đứa bé trai khi mà nó cha mẹ nó ly dị ông bạn cho em. Cha mẹ nó ly dị thì nó đứng, cái cảnh phim nó rất là hay, nó chỉ riêng viễn tưởng thôi. Thì nó đứng ở một cái bến tàu, không ai muốn nhưng mà cha mẹ nó không đi chung đường nữa. Bây giờ đứa trẻ nó đứng ở đó với đứa em hay là đứa chị gì của nó. Rồi bây giờ cha mẹ nói với nhau mỗi đứa chọn đi một người. Thì cái đứa con trai đó nó chọn đi theo ba nó. Nhưng mà khi nó chọn đi theo ba nó nhiều năm về sau đó, thì ba nó lấy vợ mới, và vợ mới lại rất là quỷ quyệt. Cho nên trước mặt ba nó đó thì con ơi, con cưng ơi, nhưng mà sau lưng ba nó đó thì chà đạp nó. Trong một lần uất ức, nó ngồi ở trong tủ và nó khóc. Và nó nói rằng là phải chi ngày đó theo mẹ thì tốt hơn. Trong cái cơn khóc như vậy thì hình như tôi không nhớ chính xác, quý vị thông cảm lâu rồi, có một cái thiên sứ hay là một cái con cô tiên nào đó xuất hiện và nói với nó rằng có muốn quay lại để chọn lại không? Thì đứa bé nói yes. Đứa bé quay ngược trở lại cái bến tàu. Bây giờ nó nói với em, nó là em theo ba đi. để anh theo má. Rồi bây giờ nó đẩy con em nó qua bên phía ba và nó đi theo má. Phim tiếp tục. Nó sống vài năm, mẹ nó đổ bệnh. Gia đình trở nên cơ cực, ông bà yếu không lo nổi. Cuối cùng nó trở thành đôi vai gánh vác gia đình. Và nó đi làm cực khổ, trong lúc nó ngồi cầm chén cơm chan nước mắt đó. Nói thôi kệ, biết trước hồi trước theo ba vậy mà cũng có được tấm bằng đại học. Xong rồi bây giờ cái cô tiên nó xuất hiện, hỏi bây giờ có muốn chọn lại không? Đứa bé nói yes, chọn lại. Nhưng mà lần này nó khôn, nó quay trở lại. Mà nó không chọn theo ba, nó không chọn theo mẹ. Nó nhớ lại ở tại trường học nó có một cô bạn gái. Nó quyết định bỏ cha mẹ đi kiếm cô bạn gái lập gia đình. Phim thôi. Thì khi nó đi quyết định kiếm đứa bạn gái lập gia đình, mấy năm trôi qua, ngày đó nó lại cái phim dẫn tới cái cảnh nó ngồi khóc. Tại vì đứa con gái này thật sự nó, lúc đó nó thấy đứa trẻ này tội, cho nên nó lỡ yêu. Chứ bây giờ thật ra nó nhìn cảnh đứa trẻ này nó cũng chán lắm, cho nên nó vẫn ở với đứa này. Nhưng mà lòng của nó thật ra là nó mong được thoát khỏi cái hôn nhân đó. Rồi trong một lần buồn tủi, như một người đàn ông không có bản lĩnh, nó ngồi đó, cô tiên lại xuất hiện, hỏi có muốn chọn lại không. Nó nói với cô tiên chọn đường nào cũng chết, thôi kệ đi, từ nay trở đi giúp tôi đối diện với cái thực tế của đời sống của tôi. Thưa quý vị, cơ hội để chọn lại, cơ hội để làm lại ở giữa đời này chắc hiếm lắm. Cuộc sống vốn dĩ là đường một chiều, không có mấy lần 10 năm. Nhưng mà cơ hội để làm lại ở trong Chúa thì nhiều lắm. Là bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của những cơ hội. Tôi mời bạn cho em mở ra Jonah đoạn 3. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Jonah lần thứ hai mà rằng: ngươi khá chờ dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi.
Vậy Jonah chờ dậy và đi đến Ninive theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Vả Ninive là một thành rất lớn, đi mất 3 ngày đường. Jonah khởi đầu vào trong thành đi 1 ngày thì rao giảng và nói rằng còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ đổ xuống. Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời, họ rao ra sự kiêng ăn, mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Tin ấy đồn đến vua Ninive, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai ngồi trong tro. Đoạn vua truyền lệnh này ra trong thành Ninive như là lời dụ của vua cùng các kẻ tôn trưởng. Không luận người ta hay thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên đều chớ nếm chi hết, không được để cho nó ăn, cũng không cho uống nước. Nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời, phải, ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình. Ai biết rằng Đức Chúa Trời sẽ không xoay lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình hầu cho chúng ta khỏi chết hay sao? Bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc của họ làm đều đã bỏ đường lối xấu của mình, Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó. Thưa quý bạn, trên một lát chúng ta sẽ nói tới, nhưng mà quý vị thấy trong Kinh Thánh lúc nào cũng nói Chúa là nóng giận và chuẩn bị hành phạt, còn con người là ăn năn quay về thì Chúa tha. Thật sự quý vị nên nhớ những lời mà được viết ra ở đây là những lời mà người ta nhận thức về Chúa. Chứ còn bản chất của Chúa, nếu chúng ta nhìn thấy toàn bộ bức tranh lớn thì chúng ta biết từ đầu đến cuối Chúa muốn cứu chứ có phải Chúa muốn giết không? Từ đầu đến cuối Chúa muốn thương chứ có phải muốn phạt không? Nhưng mà trong, quý vị lấy một bức tranh ra và lấy đúng một cái puzzle ra, xong rồi nhìn đúng vào cái puzzle đó rồi quyết định cái bức tranh lớn, vậy đúng hay sai? Trong khi nếu một người có thể nhìn được tổng thể thì thấy từ đầu Đức Chúa Trời kêu Jonah đi là Jonah muốn cứu, là Đức Chúa Trời muốn cứu dân này chứ đâu phải muốn phạt dân này đâu. Nhưng mà con người ta, quý vị nhớ, đôi lúc người ta không tin Đức Chúa Trời không phải là vì họ không tin Đức Chúa Trời, mà vì họ không thể chấp nhận được cái phiên bản Đức Chúa Trời mà trong quá trình cuộc đời của họ, họ đã được thâu nhặt và tự gầy dựng lên một bức ảnh đó. Nếu có một ngày họ chịu hạ mình và bỏ đi cái nhận thức mà họ đã từng xây cho mình về Đức Chúa Trời và cố gắng tìm hiểu lại và cố gắng mở lòng để tìm được bức tranh lớn, đôi khi họ cảm thấy họ sẽ là người yêu Chúa hơn những người khác nữa. Có biết bao nhiêu người vô thần, có biết bao nhiêu người trong những tôn giáo không tin Chúa, sự thay đổi nó chỉ đến khi quan điểm được mở ra mà thôi. Thưa quý ông bạn chị em, bây giờ chúng ta trở lại với từng cái bài học của chúng ta trong đoạn 3 này. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Jonah lần thứ mấy ông bạn chị em? Lần thứ hai. Kính thưa hội thánh của Chúa, chữ lại rất quan trọng. Lại có nghĩa là repeat, lại, lặp lại. Quý vị nói thật với tôi và tôi nói thật với ông bạn chị em, mình đi với Chúa có phải lúc nào đường cũng thẳng không? Có phải lúc nào cũng không vấp ngã không? Nhưng mà sau khi vấp ngã, Chúa lại cho mình thêm một cơ hội. Quý vị biết chữ lặp lại này quan trọng cỡ nào? Trong cuộc đời này bất quá tam, thử xúc phạm tôi đúng 2 lần, tới lần thứ 3 coi tôi còn cho thêm lần nữa không? Phải không thưa ông bạn chị em? Nhưng mà chữ Đức Chúa Trời lại một lần nữa đến trong cuộc đời của Jonah. Trong khi Jonah chối bỏ Chúa, Jonah không vâng lời Chúa, Jonah đi đường của Jonah, Jonah có hậu quả, thì sau tất cả những cuộc bể dâu đó, Đức Chúa Trời lại cho thêm một cơ hội nữa. Và Chúa đến nói với Jonah lần thứ mấy? Thứ hai. Quý vị hãy nghĩ về cuộc đời của người tin Chúa. Không phải là một con đường gọi là running track, tức là chạy đua điền kinh, một cái vòng tròn, một cái loop mà nó có 5 đường chạy và nó thẳng băng. Nhưng mà nó là một đường đua vượt chướng ngại vật, tức là hurdle tracking. Có nghĩa là sao? Cái người vừa chạy và phải nhảy qua những cái rào đó, nhảy qua những cái rào, nhảy mấy cái té. Lúc mà té người ta có bắt bỏ cuộc không? Người ta không bắt bỏ cuộc, nhưng mà mình sẽ bị chậm hơn người khác, nhưng mà mình có được tiếp tục không? Tiếp tục. Chúa cũng đối với chúng ta như vậy. Hôm trước con nói với ta nhớ con nói với ta, Chúa ơi, xong cái lễ tiệc thánh này, No more tội lỗi nha Chúa. Con sẽ sốt sắng với Chúa. Mọi sự tốt, cái ít bữa con té cái đùng xuống nữa. Nhưng mà Chúa nói với chúng ta, thật ra trước khi con té ta cũng biết trước rồi mà. Và trong suốt cả cuộc đời này của con sẽ còn té nữa chứ đâu phải không đâu. Nhưng mà tình yêu thương của ta và sự kêu gọi của ta che phủ cuộc đời con, cho con những cơ hội để đứng dậy.
nếu con cứ tiếp tục té thì cái người chịu thiệt hại là con. Nhưng mà tình yêu thương của ta và sự cứu rỗi của ta, sự thương xót của ta cứu mang con có thay đổi đâu. Đó là một cái tin mừng cho tất cả chúng ta. Tôi thường nói với quý vị, khi tôi trong trường Walla Walla, tôi nghe một cô gái người Nhật, cô bước lên trên phím đàn của đàn, xong rồi một lát nữa cô cất tiếng hát lên. Cái tôi ngồi đó và tôi nhói trong lòng của tôi, tại vì cái lời hát như thế này nè: Sometimes I pray, but sometimes I run away. Sau đó cái tiếng đàn nó cao trào thiệt là mạnh, gõ tới những phím cuối cùng thiệt là mạnh, và cái cao trào đẩy đến là đôi lúc con cầu nguyện với Chúa nhưng mà lúc con trốn Chúa. Và Chúa lại một cách lạ lùng cho chúng ta những cơ hội hết lần này đến lần khác để chúng ta có thể quay lại với Ngài. Jonah đã bị xuống đáy vực sâu, và cái giờ phút Jonah mở miệng mình ra và nói rằng sự cứu rỗi đến từ Đức Giê-hô-va, quý vị biết là tại sao không? Jonah cứng đầu. Jonah nghĩ rằng sự cứu rỗi và Đức Chúa Trời chỉ có thể dành cho dân Israel, mà cuối cùng Chúa nói rằng người Ninive cũng, Chúa cũng ban ân điển cho họ nữa. Cho nên Jonah ở trong đoạn 2 nói rằng những kẻ chăm sự hư không giả dối lìa bỏ ân điển dành cho mình. Ông nhận thức được rằng mấy người ngoại cũng được ân điển nữa, mà chẳng qua là họ không nhận thôi. Khi ông nhận thức được điều đó thì Chúa thả ông ra, sự chai lì của ông không còn nữa, và ông được quay lại để bắt đầu lại với Chúa. Tôi mong ước ngày hôm nay trong đời sống thuộc linh của ông bà anh chị em và của tôi, nếu đã có sự chểnh mảng trong sự cầu nguyện thì hôm nay là lúc quay lại. Nếu có sự bỏ bê lời Chúa thì hôm nay là lúc nên cầm cuốn Kinh Thánh lên trở lại đi. Nếu đường đi sự sống của mình gần thế gian hơn gần Chúa thì hôm nay là lúc làm sự quay lại. Bởi vì quý vị có quay lại với Chúa hay không, Chúa vẫn quyết định quay lại với quý vị. Người một người đưa tay thì một người phải nắm. Thưa quý ông bạn chị em, tôi có thể nói với bạn chị em câu chuyện của sách Jonah đoạn 3 là câu chuyện của sự ăn năn, nhưng mà không phải sự ăn năn của Jonah. Thật ra Jonah chỉ mới ăn năn một nửa thôi. Jonah chỉ ăn năn bởi vì gặp tai họa và muốn thoát khỏi tai họa, nhưng mà chưa có thấu hiểu được tâm hồn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà dân Ninive là biểu tượng của sự ăn năn của ngày hôm nay của chúng ta. Ông bạn chị em lưu ý với tôi câu tiếp theo. Chúa nói rằng lời Chúa đến với Jonah lần thứ hai và nói gì ông bạn chị em? Khá chờ dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và rao cho nó lời ta đã dạy cho. Dạy cho người, quý vị để ý giùm tôi có hai chữ. So ngược lại câu số 1, đoạn số 1 giùm tôi nha ông bạn chị em. Đoạn số 1. Ngươi khá trỗi dậy, đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng. Nghịch cùng nó, quý vị gạch dưới chữ kêu la nghịch cùng nó. Và bây giờ trong đoạn 3 thì nói là không phải kêu la mà là cái gì? Rao truyền cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. Rồi, ở bên câu số 2 của đoạn 1 thì nói là vì tội ác của nó thấu lên trước mặt ta. Nhưng mà trong đoạn 3 thì nói là lời ta đã truyền cho ngươi. Đây là hai sự khác biệt quý vị. Ở trong đoạn 1 Chúa nói tới la nghịch cùng nó nghe có dễ nghe không? La nghịch cùng nó có nghĩa là không có sự thông cảm trong đó, tấn công tội lỗi của nó. Nó có tội. Ninive là cái thành lột xác người sống ra để hình phạt, xong rồi treo trước cổng thành, quý vị có biết vậy không? Ninive là cái thành chết không cho chết, sống cho sống, lột xác ra để trước cổng thành để hù dọa người khác. Và Ninive làm tất cả những tội lỗi. Bây giờ Chúa nói tới giảng nghịch lại tội lỗi của nó, đó là lời đầu tiên. Nhưng mà giờ này Chúa không có nói tới chống nghịch la lối với nó, mà Chúa nói tới giảng cho nó nghe. Giảng và kêu la khác nhau chỗ nào? Thưa quý ông bạn chị em, kêu la hay là chỉ điểm xấu của người đó chỉ cần nhìn thấy và nói thôi, không cần suy nghĩ. Nhưng mà giảng cho người đó thì phải có sự cảm thông, phải mở đường cho người quay về, phải nâng đỡ tâm hồn của người bị tội lỗi. Quý vị hiểu cái tư tưởng khác nhau không? Nghe kỹ giùm tôi điều này. Để Jonah có thể giảng cho Ninive, trước hết Jonah phải từng trải qua tội lỗi. Jonah ở cương vị của một tiên tri không biết phạm tội, đi tới thấy một thành Ninive tội lỗi thì cảm xúc đầu tiên sẽ là ghét, sẽ là giảng thẳng vào vấn đề của nó, không thương xót nó. Nhưng mà khi Jonah trải qua một kinh nghiệm chính mình cũng vấp ngã như ai,
Và Chúa tha thứ mình, Chúa thương xót mình, thì lúc bây giờ mình tới mình phải giảng chứ không được la nữa. Không phải là cái âm thanh mà là cái tâm tình ở trong đó. Quý vị hiểu cái tư tưởng đó không? Quý vị thấy rõ ràng trong cách chúng ta sống, chúng ta đưa lời khuyên cho người khác, mình thấy người ta sai mình đưa lời khuyên sẵn sớm, cái đó là chúng ta chỉ dừng ở mức độ chỉ trỏ người khác thôi. Nếu chúng ta thật sự muốn tốt cho họ, chúng ta phải dìu họ đi từng bước. Chúng ta phải thông cảm cho cái nỗi khó khăn của họ để họ có cơ hội quay lại. Đó mới là giảng, đó mới là dạy. Tôi nói câu này và tôi luôn luôn nói câu này. Trong lúc chúng ta dạy, dạy con, dạy vợ, dạy chồng, dạy ai đó không cần biết, trong lúc chúng ta dạy mà chúng ta phải sỉ nhục là chúng ta chưa biết cách dạy. If you have to teach somebody, in order to teach you have to humiliate, you don't know how to teach. Ngược lại, chúng ta làm sao khéo léo để cho họ nhận thấy vấn đề và họ tự sửa đổi. Quý vị thấy không? Jonah trong đoạn 1 chỉ là đi tới và la thôi. Nhiệm vụ đó dễ, nhưng mà nhiệm vụ mà khéo léo kêu người ta về, cái đó mới khó. Chửi thì dễ nhưng mà hướng dẫn mới khó. Ở trong hội thánh bây giờ mình nên nhấn mạnh cái nào? Người ta làm được cái gì trên cho Chúa trên đây, rồi mình xuống mình nói nè, vậy là không được nha, rồi sao nữa? Nếu không được thì làm ơn giúp cho người ta được. Nếu người ta mặc chưa tốt thì mua đồ tặng người ta. Nếu người ta hát chưa hay thì luyện cho tới khi người ta hát hay. Cái đó mới là cái tư tưởng mà Jonah đã được thay đổi. Cho đến khi nào một người từng trải thì mới hiểu được nỗi đau của một người khác. Thưa quý vị, tôi không nói rằng, Chúa không nói rằng đừng nói Ninive sai. Chúa không nói như vậy. Chúa nói rằng hãy nói cho Ninive biết là Ninive sai, và nếu không ăn năn sẽ có kết quả không tốt. Nhưng mà hãy nói trong một tâm tình của một đấng tiên tri từng trải. Vậy thì chúng ta sống giữa đời học theo cái kinh nghiệm đó. Tôi muốn bạn cho em để ý theo một cái điều rất đặc biệt nữa nè. Để ý tới câu số 4. Jonah khởi đầu vào trong thành đi một ngày thì rao giảng preach và nói rằng còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị đổ xuống. Quý vị thấy không? Ông chưa có thật sự như ý Chúa muốn đâu. Ông chẳng có lời làm chứng, đi truyền giáo mà không có lời làm chứng, không có tâm tình, không có gì hết, chỉ nói thẳng không tin Chúa vài bữa chết xuống địa ngục, nói vậy đó. Đó, quý vị, giống như là đi ngang người thích đang nghiện rượu, nói ung thư gan, đi gặp người hút thuốc ung thư phổi nha. Như đó thôi, không in dùm cho cái tờ giấy để đi cai nghiện ở đâu, cũng chẳng có khuyến khích, chẳng có nâng đỡ, chẳng yên ủi. Đây là cái tinh thần của Jonah mãi cho đến đoạn 3 vẫn còn như thế. Chưa đâu, tới đoạn 4 vẫn còn như vậy nữa. Quý vị, nhưng mà Chúa rất là diệu kỳ. Trong cái chữ mà Jonah rao giảng đó, Jonah cứ đi vòng vòng và nói rằng còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị đổ xuống. Cái chữ đổ xuống đó ở trong tiếng Anh là overturn, lật lên phải không? Ở trong tiếng Hebrew là rakah. Ok, rafak có nghĩa là sao? Mở với tôi ở trong Phục Truyền đoạn 23 câu số 5. Nhưng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi không chịu nghe Balaam. Quý vị còn nhớ câu chuyện của Balaam không? Balaam nhận tiền đi định rủa xả dân của Đức Chúa Trời. Chúa khiến một cái lời ông mở miệng ra thay vì rủa xả thì thành là chúc phước, tức là Chúa biến đổi. Đọc tiếp cho xuống đây. Nhưng Jehovah Đức Chúa Trời không chịu nghe Balaam, bèn đổi sự rủa xả ra sự chúc phước cho ngươi, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi thương mến ngươi. Cái chữ đổi ở đây đó, cái chữ đổi ở đây là hapa, có nghĩa là, xin lỗi quý vị, mỗi lần tôi phát âm tiếng Hebrew phải phát âm vậy, tại vì nó thật sự là như vậy nha. Thì cái nó nói rất, cái giọng nói chuyện rất là mạnh, và cái chữ đổi đó là cái chữ mà Chúa nói Ninive đi, Jonah đi nói với Ninive 40 ngày nữa thành Ninive sẽ phải bị đổi. Nhưng mà đổi như thế nào thì Jonah không biết. Trong đầu Jonah vẫn nghĩ là 40 ngày nữa thành Ninive sẽ thay đổi, nhưng mà thay đổi là bị hủy diệt. Nhưng mà Chúa nói 40 ngày nữa thành Ninive thay đổi nghĩa là được cứu. Người ta ăn năn. Một khi mà con người đi đến một cái giai đoạn mà có sự suy nghĩ là chắc chắn có sự thay đổi, thì nó chỉ có một trong hai chiều hướng, tốt hơn hoặc là tệ hơn hay tốt hơn, không ai biết. Jonah nghĩ rằng sẽ tệ hơn, nhưng mà Chúa biết là sẽ tốt hơn. Chúa biết trước dân thành Ninive sẽ ăn năn. Vì amen không?
Cho nên ông Jonah ông hăng hái lắm, ông cứ đi ông nói Rafat, nhưng mà ông đâu biết là Chúa dự định cứu thành này, được chưa? Đi theo với tôi một chút xíu nữa. Rất quan trọng trong cuộc đời của chúng ta phải hiểu cái tư tưởng mỗi khi Chúa can dự, Chúa ít khi can dự, không phải lúc nào Đức Chúa Trời, quý vị, có nhiều người nói Chúa giúp tôi kiếm chìa khóa, tôi không có đặt nặng chuyện đó đâu. Càng nói càng nhấn mạnh mấy chuyện đó làm cho mấy người không có Chúa họ không hiểu được chúng ta nói cái gì. Chúa không phải lúc nào cũng can dự những cái chuyện như vậy, nhưng mà mỗi khi Chúa can dự là Chúa muốn đổi cuộc đời và đổi thuộc linh của một người. Cho nên mỗi khi Chúa can dự sẽ có sự lật đổ, sẽ có sự thay đổi tốt hay xấu, đó là chờ Chúa và tùy theo ứng đáp của người đó. Ninive vẫn sống đường của mình nếu mà Jonah không tới và nói là sắp tới sẽ có thay đổi. Nhưng mà thay đổi tốt hay xấu thì tùy theo ứng đáp của người đó với công việc của Đức Chúa Trời. Đức tin hình thành khi Chúa tác động lên đời mình bằng cách của Chúa và mình nắm tay Chúa bằng cách của mình, thì lúc đó sự ăn năn và đức tin xuất hiện. Rồi từ giờ trở đi tôi chỉ nói với các bạn cho em một tiêu chuẩn về sự ăn năn thôi. Có bốn điều tôi gửi đến quý vị buổi sáng hôm nay về sự ăn năn. Quý vị theo dõi với tôi. Dân thành Ninive tin câu số 5, tin Đức Chúa Trời, họ rao ra sự kiêng ăn, mặc bao gai, từ những người rất nhỏ trong đám họ cho đến những kẻ rất lớn. Tin ấy đồn đến vua Ninive, tức là người dân ăn năn trước, phải không bạn chị em? Người dân nghe cái lời của Jonah phán, người dân ăn năn trước, rồi tới ông vua. Tin ấy đồn tới tai vua Ninive, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai, ngồi trong đống cho. Đoạn vua truyền lệnh cho cả thành Ninive, tức là chẳng những là người ta mà thú vật cũng không được ăn uống gì hết, và mọi người chừa đường lối xấu của mình, rồi sau đó kêu lên với ông trời, thì biết đâu Chúa sẽ dũ nghe và cứu thành Ninive. Đó là cái câu chuyện ăn năn. Tôi muốn mời hai người thanh niên lên đây. Hai người thanh niên này sẽ cho chúng ta thấy hai sự ăn năn. Ồ, hai người này anh em ruột á. Ai là vua con? Ai là vua? Okay, you're the king, and you're Jonah. Jonah, you stay here, and the king, you stay here. All right. Một người đó là Jonah, một người là vua. Quý vị nhớ giùm tôi sẽ cho quý vị thấy hai hình ảnh tương phản của hai sự ăn năn. Jonah có ăn năn không? Có, nhưng mà ăn năn từng bước một, từ từ. Vua Ninive có ăn năn không? Mà ăn năn ngay lập tức, đó là sự khác biệt thứ nhất. Và sự khác biệt thứ hai, Jonah, quý vị còn nhớ, trong cuộc đời của Jonah vốn dĩ đang là một người đứng thẳng, không cần phải, con nhìn xuống dưới này, một người đứng thẳng không cần phải luồn cúi với ai hết, đúng chưa? Rồi, nhưng mà ông vua vốn dĩ trước mặt Đức Chúa Trời là một người chuẩn bị hư mất, như vậy phải là quỳ xuống. Đây là khởi điểm của hai người, đúng vậy không thưa bạn chị em? Nói về thuộc linh, nói về đối với Chúa. Nhưng mà rồi trong cuộc đời của Jonah, khi nghe lời Chúa, lời của Chúa tới với Jonah giống như lời của Chúa tới với Ninive. Khi một lần trong đời Chúa đem lời của Chúa tới, thì Jonah cãi, cho nên Jonah đi mấy bước đi xuống? 5 bước. Bước thứ nhất là đi xuống. Chưa. Đi xuống Joppe. Ok. Rồi đi xuống tàu. Con đừng xuống tới dưới rồi. Rồi đi xuống tàu, rồi xuống đâu nữa? Xuống gầm tàu. Rồi sau đó xuống biển, sau đó xuống tới bụng cá, là nằm flat on the floor. Ok, đó là Jonah đi. Nhưng mà khi lời Chúa đến với ông vua, thì chuyện gì xảy ra? Nhìn xuống Kinh Thánh, tôi chỉ cho bạn cho em thấy. Khi lời Chúa đến với ông vua, câu số 6, tin ấy đồn đến vua Ninive, vua đứng dậy một bước khỏi ngai, đúng chưa bạn chị em? Lột áo mình ra. Ok, you can, ok. Mặc áo gai vô, là một bước nữa. Và rồi sau đó ngồi ngược lại trên ngai, có nghĩa là ông trở về vị trí làm vua của ông. Quý vị thấy sự tương phản giữa hai người này không? Khi lời Chúa đến với Jonah nằm đây. Khi lời Chúa đến với ông vua đang tự dưới ông vua, trở nên một người có thể đứng thẳng lại vị trí làm vua của mình. Và rồi hai người có một kinh nghiệm gọi là sự ăn năn. Sau khi Jonah ăn năn, Jonah làm 4 bước, đó là nhìn lên, rồi cầu nguyện lên, rồi được cứu lên, và rồi được nhả lên bờ. Jonah trở về vị trí của mình.
ông vua phải đứng. Nhưng mà sau khi ăn năn, Chúa trả ông vua về vị trí ngồi xuống để làm vua cai trị trở lại. Quý vị thấy sự đảo chiều của hai người này không? Cảm ơn rất nhiều Jimmy, Johnny. Thank you very much. Thưa quý vị, chuyện gì xảy ra trong đầu của Jonah khiến cho Jonah chậm ăn năn hơn là người ngoại? Kính thưa quý vị, nghe kỹ giùm tôi. Khi một người sống ở trong một môi trường đầy tội lỗi, họ phạm tội và họ biết họ phạm tội, họ bắt đầu sợ hãi những cái hậu quả có thể xảy ra. Họ bắt đầu sợ hãi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Họ cảm giác được sự sai trái trong lòng của họ và họ dễ dàng nghe và thích tới hai chữ ăn năn. Nhưng nếu mà một người giống như Jonah nhìn qua nhìn lại thì thấy mình có tất cả những sự mình cần có. Địa vị có, danh tiếng có, đạo Chúa có, mối quan hệ với Chúa có, hội thánh có. Và mình cũng chẳng có làm điều gì rõ ràng là xấu hết á. Mình không có một cái tội gì mà tội obvious đó. Cho nên mình không có cần phải ăn năn. Đây là sự lừa dối vĩ đại. Điều gì khiến cho lời của Chúa cũng một lời của Chúa mà một người sống trong vùng tội thì có thể đi đến ăn năn, mà một người tưởng mình ok lại không ok? Đó là như thế này. Một là tốt hẳn, tốt lên tới hàng tôi tới Chúa. Hai là ở trong tội lỗi thì hai nhóm này sẽ cảm nhận được lời kêu gọi của sự ăn năn và sự bình an. Nhưng mà lưng chừng xuân đó, tức là chín thì chưa chín, mà tái thì nó cũng chưa thể gọi là tái. Nó ở trong cái mức độ đó thì không hề có cảm giác có nhu cầu tìm kiếm Thượng Đế. Chỉ có một nhu cầu là thấy mình ok thôi. Và Jonah ở trong trạng thái đó. Chính vì thế Jonah chậm ăn năn. Như vậy thì chúng ta thấy được một cái lời Chúa phán, Chúa Giê-xu phán như thế này trong sách Luca đoạn 13 câu số 3. Chớ Đức Chúa Giê-xu phán các ngươi, nếu các ngươi không ăn năn thì hết thảy đều sẽ hư mất giống như vậy. Đừng có nói, đừng có ở trong hội thánh rồi nói rằng ít bữa Chúa tới mấy người ngoại kia không được cứu. Là bởi vì sẽ có những người ở bên ngoài kia được cứu mà những người ở trong đạo của Chúa không được cứu. Quý vị có đồng ý như vậy không? Khi một người giống như Jonah nói tôi còn ở trong đạo, còn người ta ở ngoài, là cái đó là an toàn quý vị. Ở trong ngày Chúa tới, Chúa Giê-xu nói ngược lại, nếu các ngươi, tất cả các ngươi mà không ăn năn thì người nào cũng sẽ hư mất. Chứ đừng có nói là có chứng chỉ báp tem hay không có chứng chỉ báp tem. Rồi Chúa Giê-xu lại nói gì nữa? Khi mà quý vị mở với tôi Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 41. Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 41. Đến ngày phán xét, Chúa Giê-xu phán đến ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó. Vì dân ấy đã nghe lời ai giảng quý vị? Jonah giảng. Tôi hỏi thật quý vị, Jonah giảng tốt hay giảng dở? Nói thiệt tôi biết, nếu quý vị là dân Ninive thì ông Jonah này giảng tốt hay là giảng dở? Không phải dở hay, mà là không có tâm. Ông không hề giảng có tâm. Ông chỉ vô nói nè, 40 ngày nữa sụp đổ, chứ ông có giảng cái gì đâu. Mà người ta chỉ cần một chút xíu thôi, Chúa ơi con thấy bàn tay Chúa một chút xíu là lòng con mở ra là con nắm được. Còn có những người đó là con giáo sư tiến sĩ chứ không tin là không tin. Quý vị có biết một trong những người mục sư hiện giờ rất đau khổ là ai không? John Piper. Quý vị biết tại sao tôi nói như vậy không? John Piper là một vị mục sư giảng cả triệu người nghe, và ông hy sinh cả cuộc đời của ông. Quý vị biết con của ông làm gì không? Con của ông thành lập một media ministry bằng số lượt theo dõi của cha mình. Trong khi cha giảng hãy tin Chúa thì con giảng hãy ăn chơi thoải mái đừng tin Chúa. Tưởng tượng không? Một quyết định của lương tâm thôi ông bà, chứ một tấm lòng thôi. Lúc nào người ta cũng chỉ nghĩ đón nhận được Chúa là khi nào thắng được tôi trong cái não của tôi thì tôi sẽ tin Chúa. Chúa nói ngươi, ta không biết nói cái gì với ngươi nữa. Nếu mà ta mà ngươi nhét nổi vô cái đầu của ngươi thì ta đâu còn là Chúa nữa. Còn cái lòng của ngươi ta có thể vào đó. Đức Chúa Giê-xu không có nói này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai mở trí thì ta vào cho nó. Mà Đức Chúa Giê-xu nếu ai mở cửa thì ta sẽ vào trong đó. Quý vị biết không, bằng chứng trên thế giới này thiếu gì? Sách vở thiếu gì? Video thiếu gì? Mà người nào muốn lòng mình đi hướng nào là họ tìm được hướng đó. Quý vị có tin không? Cho nên tấm lòng Chúa Giê-xu nói tới ngày phán xét, thành Ninive nó sẽ chống đối các ngươi. Bởi vì khi thành Ninive nghe Jonah giảng, một lời giảng không hoàn hảo, một lời giảng sơ sài, một lời giảng không hết lòng, mà người ta còn ăn năn. Mà đây này, nghe kỹ quý vị, có một người tôn trọng hơn
Jonah. Đức Chúa Giêsu có hơn Jonah không? Đức Chúa Giêsu giảng hơn Jonah không quý vị? Đức Chúa Giêsu giảng bằng nước mắt mà. Mà người ta không chịu nghe. Jonah nói bậy bạ mà nghe chuyện gì xảy ra? Không phải nan đề nằm ở trong hột giống, mà nan đề nằm ở trong cái loại đất đã tiếp nhận hột giống đó. Amen không hội thánh? Cho nên chúng ta học bài học đầu tiên về sự ăn năn, nó rất quan trọng về cái lòng của mình. Không phải chỉ là cái trí của mình đâu, ông bà anh chị em. Bây giờ chỉ có 4 bước đi đến sự ăn năn ngày hôm nay. Bước thứ nhất, tin lời Đức Chúa Trời. Quý vị thấy rõ ràng rồi, tôi vừa mới nói, không nhất thiết phải có một giảng sư như Chúa Giêsu, mà chỉ cần một người như Jonah, mà lòng của người ta muốn mở ra với Đức Chúa Trời, người ta cũng sẽ nghe lời của Chúa. Còn bản thân của Jonah giỏi biết bao nhiêu, mà khi lời của Chúa đến với Jonah thì Jonah càng ngày càng đi xuống. Ông vua nghe lời Jonah không? Nghe lời cảnh cáo, ông đứng lên liền, đứng lên ông thay đổi liền. Cái đó là thứ nhất, nghe lời Đức Chúa Trời. Thứ hai, vận dụng sự khiêm nhường. Để ý giùm tôi những gì ông vua làm. Khi ông vua nghe lời giảng của Jonah thì thành Ninive trước tiên, trước ông vua, thành Ninive tin Đức Chúa Trời. Nhưng mà ông vua làm gì? Ông vua thứ nhất đứng dậy. Đứng dậy nghĩa là sao? Bình thường ông ngồi ở đâu? Mà ông đứng dậy có nghĩa là sao? Detach, tách biệt mình ra khỏi cái thế giới hiện tại. Mình đang cuồn cuộn đi theo một đam mê vậy đó. Mình làm ơn mình dừng lại. Mình không dừng lại sao mình nghe thiên sứ hát được? Mình không dừng lại mình sao có thể, bây giờ mình chỉ có đọc một loại đó thôi, mình không dừng lại để tìm hiểu làm sao mình có một cái gì khác được. Cho nên bước đầu tiên ông detach khỏi tất cả những gì đang kéo ông. Nếu mình không dành thì giờ để tìm hiểu Chúa, mà tất cả thì giờ của mình chỉ là hát karaoke không, thì lời nào mình biết Chúa? Hát karaoke không có gì sai, by the way, nếu mà quý vị thích tôi tới hát chung. Nhưng mà ý của tôi là nếu mình không dứt mình ra khỏi cái gì nó đang giữ mình thì làm sao mình ăn năn? Ông detach. Tiếp theo ông làm gì nữa quý vị? Vua đứng dậy khỏi ngai làm gì? Lột áo. Quý vị, Jonah không bị bao, Jonah bị bao lại bằng cái da con cá, còn vị vua lột cái áo ngày thường bao mình ra. Quý vị thấy hình ảnh tương phản không? Lột áo có nghĩa là gì? Leave something behind. Leave something behind. Quên đi những cái lầm lỗi của mình, hay là những sự kiêu ngạo của mình, hay những gì mình đã trải qua. Quên đi, chuyện quá khứ rồi. Mình mà còn giữ nữa, mình sẽ không có thể nhìn thấy ánh sáng phía trước. Tất cả những gì mình nhìn thấy chỉ là cuốn textbook, hay là chỉ là những cái video, hay là những gì mình đã collect về Chúa trong những năm cũ. Mình không thấy bao giờ thấy ánh sáng mới hết. Mình phải bỏ ra đằng sau, cởi cái áo đó ra. Gì nữa? Ông làm gì nữa? Sau khi ông quấn bao gai nghĩa là sao? Bao gai với lại lụa bằng sen, có ai từng mặc chưa? Cái nào xịn hơn? Cái nào êm ái hơn? Ngày thường con người thích êm ái hay thích khó khăn? Và bây giờ vị vua muốn ăn năn thì phải chọn giữa một chuyện mà ngồi bấm tivi vào chuyện đi đọc kinh thánh, là cái chuyện nào là chuyện dễ dàng và cái chuyện nào là chuyện khó. Và bây giờ ông sẵn sàng chấp nhận cái khó, quý vị thấy không? Quý vị thấy sự ăn năn không? Rồi thêm một cái nữa, ông làm gì nữa? Ngồi trong tro nghĩa là sao? Khi con David chết, David ngồi trong tro có nghĩa là sao? Đầu hàng. Cho nên tôi lặp lại, vì vua dạy cho chúng ta 4 bước đi đến sự ăn năn. Buông bỏ, detach. Xin lỗi, detach là tách biệt. Leave behind là buông bỏ. Chấp nhận con đường khó, đi theo Chúa. Và trên con đường đó từ từ đầu hàng Chúa. Quý vị, tôi nói thật, lúc tôi mới tin Chúa, tôi không thể nào đi đến bước thứ tư đầu hàng Chúa được. Nói thật với quý vị như vậy. Nhưng mà từ từ, từng bước một, sẽ tới một ngày nào đó khi tất cả những sự hiểu biết và thậm chí kinh nghiệm nữa kìa. Có một cái bằng chứng sống về Chúa mà rất khó chỉ cho người khác, đó là kinh nghiệm. Kinh nghiệm đến nỗi quý vị có thể nói rằng ngoài Chúa, chắc chắn là Chúa đang nói chuyện với tôi. Cái điều đó không ai có thể viết thành sách để nói cho quý vị biết được. Nhưng mà tôi đi từ đọc trước. Tôi tin Chúa bằng đầu óc. Tôi đi từ đầu óc trước. Nghiên cứu. Rồi đi rồi bỏ với những chuyện ngoài đời, dành thì giờ cho Chúa. Rồi tôi đi tới giờ phút này đó, tôi không có tin Chúa bằng đầu óc. Tôi rất thích kiến thức, quý vị biết rồi. Nhưng mà tôi tin Chúa bằng tấm lòng của mình. Và tôi đầu hàng Chúa. Tôi không có đấu nữa.
nhiều lần đấu lắm, cứ 3 năm, 4 năm lên lần đấu lần. Cho nên bây giờ tôi nói mệt rồi, bây giờ tôi đấu, tôi đầu hàng Chúa và tôi thấy cuộc đời của tôi và đức tin của tôi có phước vô cùng tận. Và tôi thấy cái con đường đó ở trong con người vua này, thưa bạn chị em. Bài học tiếp theo về sự ăn năn của người của cái thành Nineveh đó, đó là ăn năn phải tổng thể và đi từ dễ đến khó. Ăn năn là phải làm tổng thể toàn vẹn, nhưng mà phải đi từ dễ đến khó. Quý vị nói với một đứa trẻ ngưng chơi video game đi, thử đi, không bao giờ thành công. Như vậy thì quý vị phải làm sao? Quý vị phải nói, phải tập cho nó những cái tính khó nào, những cái tật xấu nào mà nó dễ bỏ hơn, tập bắt cho nó làm, từ từ nó mới build cái mental strength của nó. Nó mới có cái muscle, nó mới có cái cơ bắp thuộc linh để nó đi tới những cái khó hơn. Bây giờ nếu một người ta mới đến với Chúa, người ta tin Chúa nhưng mà người ta chưa bỏ được cái chuyện lớn, thì bây giờ quý vị khuyên họ, hướng dẫn họ, dìu dắt họ bỏ chuyện nhỏ. Càng ngày sức mạnh thuộc linh của họ càng lớn, họ sẽ bỏ, tới ngày họ bỏ sạch tất cả luôn. Quý vị có tin như vậy không? Bỏ tức là bỏ điều xấu đó. Nhưng mà quý vị không thể đặt cái cày đi trước con trâu. Bây giờ nói với người ta muốn tới nhà thờ này thì phải mới được tới. Rồi làm sao người ta làm được? Người ta phải đi từ nhỏ đến lớn. Nhưng quý vị để ý là ông vua đó, người dân ăn năn, người dân kiên ăn. Ông vua ông ra ông nói không phải chỉ người dân mà toàn thể cả quốc gia, cho đến con thú vật cũng phải không được ăn luôn. Nó nói lên một sự tổng thể trong sự ăn năn. Nghe kỹ lời tôi, quý vị còn nhớ Chúa Giêsu nói gì không? Còn nhớ không bạn chăng? Khi quỷ lìa khỏi một người, quý vị còn nhớ Chúa Giêsu dạy không? Khi quỷ dữ lìa khỏi một người, nó liền đi đây đi đó để tìm một căn nhà khác. Nhưng mà khi nó quay trở lại thì thấy nhà trống, nhà sạch nhưng mà trống. Nó đi rủ thêm 7 quỷ khác quay trở lại, và số phận của người này về sau còn tệ hơn khi trước. Do vậy nếu tôi ăn năn, quý vị, mình có một cái thành 12 cửa, mình đóng 11 cửa, an toàn chưa? Từ cái cổng chưa đóng nó chui ngược lên trở lại. Cho nên ăn năn phải tổng thể từ trên xuống dưới, nhưng mà phải làm từ ở dưới lên trên, từ cái dễ đến cái khó. Khi Đức Chúa Giêsu nói rằng cả thiên đàng sẽ vui mừng vì một người biết ăn năn, có tội biết ăn năn, Đức Chúa Giêsu không nói rằng người đó sẽ bắt đầu đi nhà thờ, sẽ chịu phép báp têm. Mà Đức Chúa Giêsu nói rằng từ trong tâm hồn của người đó đã thật sự nhận thức được mình cần Đức Chúa Trời, và người đó muốn sống với Đức Thánh Linh, người đó muốn được trở nên giống như Chúa, người đó muốn được một ngày nào đó không còn sống ở trong vũng lầy của tội lỗi nữa. Một người đàn ông đến gặp mục sư ở tại cái nhà thờ, và người đó nói rằng, người đó cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, xin Chúa hãy lấy khỏi cuộc đời con những cái mạng nhện của tội lỗi. Ông mục sư ông nhịn không được, ông lại ông khều với người đó: Con à, con đừng có cầu nguyện xin Chúa dẹp mấy cái mạng nhện, con xin Chúa đập chết con nhện đó con. You get it? Quý vị và tôi giải quyết mấy cái mạng nhện cho đến khi nào? Xin Chúa đập chết cái con nhện. Có, quý vị biết không, tội lỗi đó, tôi đọc mấy sách tâm lý học nó nói đó, những cái hành động sai đều đến từ một vấn đề của nội tâm hết. Và thậm chí tôi không biết họ đúng 100% hay không, nhưng họ khẳng định 100% những hành động sai đều đến từ vấn đề của nội tâm hết. Vậy thì tôi không nên cầu nguyện Chúa dẹp dùm con mấy cái mạng nhện. Chúa làm ơn đập chết con nhện ở trong lòng con, tự cao dâm dục whatever mà con cứ từ nhỏ đến lớn con nghĩ rằng con dung dưỡng nó, giờ đây Chúa đập cho con để con có thể thành một con người khác thì con mới thật sự ăn năn. Vậy nếu con mắt bên hữu ngươi xui cho ngươi phạm tội thì hãy móc mắt mà quăng nó cho xa ngươi đi. Thà một phần thân thể ngươi bị hư còn hơn cả thân thể bị ném vào. Lại nếu tay hữu ngươi xui cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó và liệt cho xa ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn cả thân thể phải. Thưa quý vị, Chúa không có nói là phạm tội chỗ nào chặt chỗ đó. Nhiều người đọc Kinh Thánh nói chứ đạo Chúa ghê quá, chặt chỗ này chặt chỗ kia. Chúa đang nói không phải là chặt nghĩa đen, mà Chúa đang nói rằng nếu cái gì đó, ví dụ như mình đi làm mà mình cứ căng thẳng hoài, mình phải coi kỹ coi có phải là tại cái con nhỏ coworker mà nó cứ chọt mình hoài hay không. Mà nếu mà nó chọt mình hoài, mình phải đi báo cáo để xử lý nó, chứ mình cứ mỗi ngày chịu đựng cho Chúa con thêm sức để con chịu đựng con nhỏ này cho đến bao giờ. Nếu một cái gì đó là một cái điểm nhói nhiều năm tháng phải giải quyết nó. Và nếu tội lỗi đi ra từ một cái chuyện gì đó thì phải giải quyết chuyện đó.
Ví bằng không thì không phải là thật sự ăn năn. Và cái bước cuối cùng vị vua nói sao bạn chị em? Vị vua nói là chẳng những là kiêng ăn, kiêng ăn là cái hành động của tôn giáo mà phải kêu cầu Thượng Đế. Nhưng mà quý vị để ý giùm tôi điều này nè. Ăn năn phải có cả hai dấu hiệu. Sự ăn năn thật phải có cả hai dấu hiệu. Thành Ninive ăn năn, cái biểu hiện của trong lòng của họ là kiêng ăn, cái đó là chuyện của nội tâm. Kinh Thánh nói rằng họ tin Đức Chúa Trời, họ kiêng ăn, họ ăn năn trong lòng. Nhưng mà ăn năn trong lòng phải có biểu hiện bằng hành động. Hành động của họ là mặc bao gai, kiêng ăn, không đi tìm lợi ích cho mình mà kêu cầu thượng đế. Như vậy ăn năn phải đi chung giữa nội tâm, conviction ở trong lòng và hành động ở bên ngoài. Nếu hai điều này chỉ có một trong hai thì không phải là sự ăn năn thật sự. Một người có thể đến hội thánh và nói rằng tôi rất ăn năn trong lòng, tôi yêu Chúa và thích những bài hát tha thứ của Chúa lắm, nhưng mà thật sự không thay đổi, đó chưa phải là sự ăn năn thật. Và một người có những sự thay đổi bên ngoài mà lòng của mình không hề có sự cảm nhận Chúa, cái đó cũng không phải sự ăn năn thật. Nó phải là cả hai. Và cái điều cuối cùng tôi gửi đến hội thánh buổi sáng hôm nay đó là sự ăn năn của Đức Chúa Trời. Hồi nãy giờ chúng ta nói sự ăn năn của chúng ta, phải không thưa bạn chị em? Quý vị, tôi hy vọng quý vị đã nắm bắt được sự ăn năn của thành Ninive dạy cho chúng ta những điều gì. Nhưng bây giờ Kinh Thánh hai lần ở trong đoạn 3 nói rằng Đức Chúa Trời ăn năn. Nếu chúng ta tìm hiểu thần học đó, chúng ta phải biết rằng một trong những thuộc tánh không thay đổi của Đức Chúa Trời là Ngài không thay đổi. Immutable, tức là Chúa không có mutate, tức là Chúa không có biến, Chúa là bất biến. Chúa là bất biến, bản chất của Chúa. Và tôi xin nhân đây để nói một vài câu ngắn gọn. Khi chúng ta tìm hiểu về Đức Chúa Trời đó, chúng ta đừng lấy một cái thuộc tính ra xong rồi nói rằng không hợp lý. Tại vì Đức Chúa Trời là tổng thể của hơn 20, nếu tôi nhớ cho chính xác, 20 thuộc tính này nó hợp lại làm một. Và tất cả những thuộc tính này phải di chuyển cùng lúc với nhau, chứ còn lấy một cái ra là cái nào cũng không hợp lý hết. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không thay đổi. Mà tại sao Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời ăn năn? Đức Chúa Trời hai lần khi mà thấy dân Ninive ăn năn, cái Chúa ăn năn luôn, Chúa không phạt họ nữa. Như vậy có thể là Chúa sai rồi Chúa sửa không? Thưa bạn chị em, khi Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời ăn năn có nghĩa là sao? Ở trong tiếng Hebrew, mỗi lần Kinh Thánh dùng cái chữ ăn năn cho Đức Chúa Trời đó là nakam. Sau khi cơn nước lụt phải giáng xuống trên mặt đất, Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời ăn năn ở trong lòng. Có phải là Chúa làm sai rồi Chúa thấy hối lỗi? Tại vì mình nói ăn năn có nghĩa là làm sai rồi hối lỗi. Nhưng mà chữ nakam này có nghĩa là have compassion. Có nghĩa trong lòng người đó đau. Lòng người đó đau. Quý vị, tôi có thể giải thích được chữ ăn năn này bằng cách này nè. Mẹ cầm roi đánh con đánh bài. Đánh hết chiếc xe này xong rồi qua tới căn nhà khác, mẹ cầm roi lên đánh nó, đánh tơi tả. Mẹ vừa đánh, mẹ vừa khóc. Cái đau trong lòng người mẹ đó là chữ nakam, tức là đau, tiếc, xót xa, tiếc. Dùng chữ tiếc hợp lý. Thì bây giờ đó, khi con người sống, chúng ta biết Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Nếu Chúa thay đổi chúng ta không có xong đâu. Nhưng mà Chúa sẽ thay đổi ý định của Chúa dựa trên những quyết định của chúng ta. Tôi nói lại để cho quý vị hiểu. Đức Chúa Trời không có phạm tội để mà Chúa phải ăn năn. Chúa không có làm gì sai hết. Đức Chúa Trời làm sao làm sai? Nhưng mà Đức Chúa Trời đau khổ khi thấy con người có những quyết định sai. Nhưng mà Chúa tuy rằng bản chất thánh ý của Ngài, sự cứu rỗi Ngài không thay đổi, bởi vì nếu Chúa thay đổi đó, chúng ta không được cứu. Nhưng mà Ngài sẵn sàng accommodate, Ngài sẵn sàng uyển chuyển để cho ứng đáp với chúng ta. Tôi hỏi bạn chị em, nếu từ lúc đầu Jonah đi Ninive thì có con cá không? Không. Nhưng mà vì Jonah không đi thì Chúa sắm con cá. Nếu Ninive không ăn năn, Chúa có gửi Jonah không? Quý vị, nói chung là Chúa hành động dựa trên sự ứng biến của loài người để accommodate con người. Giống như khi quý vị dạy con á, quý vị nói ba không thay đổi nha. Một khi ba nói no có nghĩa là... Vâng, no nghĩa là gì?
là phải nô phải không? Luật luật dạy con nói rằng một khi nô là phải nô phải không? Quý vị nói thật với tôi, có lần nào nô mà cho yes không? Đề nghị giảm bớt. Nhưng mà sự thật á, khi trình độ của chúng ta cao hơn con mình á, mà nó không hiểu đó, mình cũng phải uyển chuyển để mình hướng dẫn nó. Và nghe kỹ tôi nói câu này, sự uyển chuyển trong cách hướng dẫn của Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của chúng ta. God's accommodation is our salvation. Nếu Chúa là fixed, nếu Chúa chỉ có một công thức nè, làm A, B, C, D, yes thì in, mà no thì out, thì rất nhiều người không được cứu. Nhưng mà vì Chúa không bỏ con người, cho nên trên đường đi đó, cãi lần một, Chúa lại đến lần hai. Chúa lại bằng phương pháp này, bằng phương pháp khác, Chúa uyển chuyển để cho người đó được cứu. Quý vị có tạ ơn Chúa không thưa bạn chị em? Quý vị biết, Chúa nhẫn nại đến nỗi Chúa sẽ giải quyết mỗi người tùy theo tính của mỗi người, ông bạn chị em. Chúa nhẫn nại đến nỗi Chúa sẵn sàng uyển chuyển để có thể dạy Jonah một cách từ từ, đúng không? Mà Chúa cũng sẵn sàng uyển chuyển để tha cho Ninive ngay lập tức. Chúa tuyệt vời. Amen ông thương bạn chứ? Tôi xin gửi đến hội thánh cái lời kết thúc như thế này. Chỉ có ba chữ ngày hôm nay mà quý vị để ý cái câu chuyện của đoạn 3, đó là chữ Hafak. Hafak có nghĩa là sẽ có thay đổi, tốt xấu chưa biết. Như vậy nếu Chúa khởi sự làm việc trong đời của quý vị là sẽ có thay đổi. Tốt xấu là tùy theo Chúa đã làm phần của Chúa và ứng đáp như thế nào là phần của mình. Và cái chữ thứ hai là chữ sub, tức là repent. Nếu mình nhận biết được con đường đi của mình là con đường tội lỗi, nếu mình biết con đường của mình là con đường không gặp Thượng Đế, thì hãy quay đầu lại, hãy hạ mình xuống. Vua cũng phải hạ mình xuống trước mặt Chúa thì mới nhận được Chúa. Chúng ta nếu không mở trí, không hạ mình, không bao giờ nhận được Chúa. Không ai có thể làm điều đó thế cho chúng ta. Và cái cuối cùng hãy nhớ, Chúa thì vẫn là not come. Chúa đau đớn. Có một cái bài hát hôm bữa anh Hoàng với tôi hát, Though we make him sad, đúng không bạn chị em? Dù chúng ta làm Chúa buồn, he still says I forgive. Chúa vẫn nói ta tha thứ, ta mong con quay trở lại với ta. Thưa quý vị, Benjamin Franklin nói như thế này: ngày mai mọi lỗi lầm đều sẽ được sửa chữa. Tomorrow, ngày mai mọi lỗi lầm đều sẽ được sửa chữa. Nhưng ngày mai không bao giờ đến. Tomorrow, every fault will be amended, but tomorrow never comes. Một nhà hàng treo một biển và nói rằng, đến đây quý khách, ngày mai ăn khỏi trả tiền. Và cứ ngày nào quý vị tới cũng đều là ngày mai hết. Chúng ta sẽ chần chừ, chúng ta sẽ trì hoãn sự ăn năn của mình đến bao giờ? Ở trong Kinh Thánh, thành Ninive khi nghe lời Chúa ngay lập tức ăn năn. Và Chúa đã thay đổi số phận cuộc đời của toàn thể dân Ninive. Vị tiên tri của Chúa chưa hoàn toàn ăn năn nhưng mà cũng có một phần ăn năn. Ngày hôm nay có nhiều người trong bạn chị em và tôi giống như tôi. Tôi không có một cái kinh nghiệm biến đổi giống như những người bạn của tôi là một cách traumatic. Bạn tôi là đi lính về rồi tin Chúa, tôi không có cái đó. Tôi là một đứa trẻ lớn lên trong đạo, không tin, kiêu ngạo cá nhân mình trong tư tưởng, rồi sau đó tự mình được thuyết phục và quay trở về với Chúa. Nó cần một cả mấy chục năm, còn có những người cần có mấy tháng. Điều đó không còn quan trọng. Quan trọng là mỗi người hãy nhớ lời Đức Chúa Giêsu nói: nếu các ngươi không ăn năn thì hết thảy trong ngoài cũng vậy, đều sẽ hư mất giống như vậy. Chúa ban ơn cho ông bà anh chị em.